Xin chào anh em nhé. Hôm nay Tuấn Cường chúng tôi tổ chức sửa đường đoạn đường từ suối Na Giáo đến Ủy ban Nhân dân xã Sán Sả Hồ các bác nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Chở chi đâu em ơi? Hai cái thằng này hỏi cũng thưa. Đằng sau đừng qua đường nhá. Ăn tục kìa. Ô kìa. Chín mó. Hai mê. Theo khái mê nó. Chắc cắt tóc cả nó rồi các cô. Và nô đào nè. À bỏ chạy. Phải chứ, phải thiện, phải chiếu lê, đi này thoáng đi bên đi lê. Ô, nông phiền buộc chứ, cho lò đòn chứ chung lê. Cô à, hồ téo à? Hôm nay rất hay là được ngành ông phó chủ tịch xã bác đi làm đường cùng bà con. Bà con đích thân cầm máy để phát cỏ các bác nha. Hôm nay rất chịu khó. Đấy, ông đeo kính là ông phó chủ tịch xã đấy. Bà con thì đang ngồi nghỉ ngơi.